Những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ sở hoạt động sản xuất đã mạnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu, qua đó góp phần duy trì tăng trưởng ngành công nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực xuất khẩu của tỉnh ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt trên 21.260 tỷ đồng, tăng 11,08% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,18%, ngành chế biến tăng 11,07%. Đặc biệt, ngành sản xuất da giày, sau nhiều tháng liên tục tiêu thụ gặp khó khăn, hiện nhiều doanh nghiệp đã có thêm đơn đặt hàng mới, tuyển dụng thêm lao động, gia tăng nhịp độ sản xuất nên sản phẩm tăng đáng kể so cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024. Trong thời gian tới, ngành công thương thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực chế biến gạo, thủy sản, rau quả, may mặc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hỗ trợ các đề án khuyến công địa phương với kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.